tốt. Cú đá ngay của Minh Đức không thèm nhìn bóng bay vào lưới. Rất hay. Hôm nay là trận bán kết giữa Lê Minh FC với lại quận 11 FC. Và mọi người đang khởi động ở trong kia. Và mình sẽ cùng điểm danh qua xem là có những ai sẽ thi đấu trận ngày hôm nay nha. Bán kết. Thủ môn Chán Thối. Và kia là thủ môn dự bị Nguyễn Thanh Khoa. Sư rất mạnh. Lý Trung Hiếu. Lý Trung Thành. Ngọc Lành. Anh giải đạp hỏi thôi. Minh Đức. Đây có sự trở lại của Nguyễn Minh Đức. Quay sau trẻ Hoàng Quân. Tấn Phát. Ai nữa? Đỗ Kim Thái. Quỳnh Mỹ Lai. Đinh Đức Thành. Đây Đinh Đức Thành mang đôi Lunagato cam nha anh em. Ở đây là 13 Phương Thiện. Đây là Kiên Hai Gia. Tài Ca, hôm nay có sự trở lại của Tài Ca. Rồi là lại là cú sút của Lý Trung Hiếu. Vâng, phía củi. Toàn bộ đội hình VFC sẵn sàng cho trận bán kết ngày hôm nay. Vẫn là huấn luyện viên Trương Hồng Tài. Giờ thì cùng chờ xem nha. Mọi người chuẩn bị vào sân và thi đấu. Let's go. Lý Trung Hiếu, Tài Ca, Đinh Tuấn Thanh, Quỳnh Mỹ Lai. Một số người bạn của mình. Thứ ba Tân Âu Quen. Rồi Phan Văn Vũ. Ôi, ôi. Bài gì chưa? Có anh em đi mail đó nữa. Hứa hẹn một trận thi đấu để lửa. Cái người mũi của mình á, mà đang bắt cái người có bóng á, các bạn cố gắng, các bạn tắt tinh thần nó trước. Hai đừng đứng ở đây, nó đá dễ quá, thằng đá dưới nó chân trái, các bạn để ý nha. Cái hai hôm qua các bạn đá, các bạn hay sồ á, các bạn một một á, canh nó truyền sai, ghép lực truyền sai, bạn lấy bóng chứ không phải là người có bóng mình lên mình sồ cho nó qua. Hai bạn thứ nhất, hai cảnh đi đồ hai bị đó là sửa ha, không sồ, bắt tinh thần, dưới trong chân. Cú sút chân, một cú đặt lòng, tiếp tục cú sút nữa, liên tục ba cú sút. Cú sút cuối cùng của Lý Trung Hiếu đã bị chặn khác ngay trên dịch rồi. Cú đá cắt mặt rất nguy hiểm. Đinh Tuấn Thanh và phi cưỡi. Đinh Tuấn Thanh. Không, còn có hợp.
ở thay sẽ tan hàng phòng ngự của quận 11 FC. Thank you.
2. Cú dứt điểm đẹp của Quỳnh Mỹ Lai. Lý Trung Hiếu. Đức. Và cú sút bóng bay hơi cao của Lý Trung Hiếu. Tài ca một pha dứt điểm của Tài ca qua hai chân thủ môn của đội bạn. 3-0. Pha đỡ bước một rất hay của Tài ca, một cú kết thúc rất lạnh lùng. Thành đã
được bóng rồi. Ngon nha. Cú dứt điểm của Kiên Haya và phối hợp giữa Kiên Haya và Mỹ Lai. Cú dứt điểm quá hiểm. Không cho thủ môn đội bạn một cơ hội để cản phá. 4-0 và Ninh Bình FC. Đá của Milan chúng chân hậu vệ đổi hướng thì hay già Milan cuối cuối phối hợp rất nhịp nhàng. Nguyễn Trung Hiếu thì hay già Nguyễn Trung Hiếu cú sút chân trái nhìn bóng bay vào lưới rất hay. Cú cắt banh và đá ngay từ sân nhà của Minh Đức 5-1. Điểm. Đây thật cao.
vé của chén thôi, chúng ngay chỗ của Hoàng Quân. Penalty ngay ở giây cuối cùng của trận đấu và mà tôi ngủ với lại hướng môn chén thôi. Và là kết thúc trận đấu với tỷ số là 5-2 về Lemon FC của Penalty ở ngay ở giây cuối cùng trận thi đấu chung kết. Hẹn gặp anh em ở chung kết giải Futsal Phong trào Thành phố Hồ Chí Minh, đi đến trận cuối cùng của trận thi đấu. Dạ thầy Văn ơi, ghi bàn rồi giữ chơi rồi. Nếu anh em thấy hay nhớ like và subscribe kênh mình nha, sẽ còn view clip trận chung kết nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.